Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri tỉnh nhà, trong 6 tháng cuối năm 2017, bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng sẽ có nhiều khó khăn thách thức. Đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm một số nhiệm vụ sau đây. Một là Ủy ban Nhân dân tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại cuối năm 2017, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động xuất khẩu, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hai là các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, cơ quan điều tra tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách tư pháp, nâng cao trách nhiệm công vụ để bảo vệ pháp luật, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ba là Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2017. Thứ tư, sau kỳ họp này, theo kế hoạch, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri tỉnh nhà, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng cảm ơn.